chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng, đầu nung lửa sắt. 56 ngày đêm, quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Máu trong bùn non, gan không núng, trí không mòn. Nếu coi chiến thắng Điện Biên Phủ là một huyền thoại, thì câu chuyện làm báo tại Mường Phăng kỳ diệu như một câu chuyện cổ tích. Cổ tích trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Những số báo được viết, xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ cho đến ngày hôm nay, nhưng vẫn còn phảng phất mùi khói súng, cảm nhận được khí thế hừng hực của bộ đội, thanh niên xung phong, nghe chữ nặng bờ vai tiếng hò kéo pháo, để phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng. Đông Xuân năm 1953-1954, thực dân Pháp xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ nhằm âm mưu tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ để lấy đây là điểm quyết chiến chiến lược, giành thắng lợi kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ với thực dân Pháp. Trước tình hình đó, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có chỉ thị về công tác tư tưởng trong Đông Xuân 1953-1954, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ công tác tuyên truyền là phải làm cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của chiến cuộc 1953-1954, làm cho những nhận định và chủ trương của Trung ương, Tổng Quân ủy biến thành những nhận thức quyết tâm của quần chúng để có thể bảo đảm cho mọi nhiệm vụ được thành công. Việc quyết định cho ra đời báo Quân đội Nhân dân ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ là một quyết định độc đáo, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và Tổng cục Chính trị lúc bấy giờ. Nó đã giúp giải quyết rất nhiều vấn đề, từ nhận thức về nhiệm vụ, từ ý chí đối với lại việc thực hiện nhiệm vụ, từ tư tưởng của bộ đội, rồi thì giáo dục hướng dẫn cho bộ đội trong từng giai đoạn các cái nhiệm vụ phải thực hiện như thế nào. Tờ báo đã góp phần thiết thực vào cái việc chuẩn bị tư tưởng của bộ đội, xây dựng cái ý chí quyết tâm cho bộ đội, và để cho bộ đội hiểu được cái trách nhiệm của mình trong cái thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Nhận thức đúng đắn quyết tâm chiến lược của Đảng và Tổng Quân ủy, chỉ thị của Tổng cục Chính trị, báo Quân đội Nhân dân đã chủ động gấp rút chuẩn bị lực lượng và phương tiện để tổ chức một tòa soạn tiền phương phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Tòa soạn đặc biệt này gồm 5 người: Hoàng Xuân Tùy, phụ trách chung tờ báo; Trần Cư, phụ trách thư ký tòa soạn; Phạm Phú Bằng, Nguyễn Khắc Tiếp, phóng viên; và Nguyễn Bích, họa sĩ trình bày báo. Hạn chế đến mức cao nhất theo chỉ đạo của trên để cho nó tinh, gọi là tinh binh thôi. Tinh binh chứ không phải là lấy số đông mà là lấy số ít. Thế cho nên đây là gọi là phóng viên, có tôi với ông Bằng, hai phóng viên mà đi một cái chiến dịch lớn như thế. Cuộc hành quân của tòa soạn lên Điện Biên không kém phần gian lao vất vả so với các chiến sĩ đang chiến đấu. Hành trang nặng, cồng kềnh, ngoài tài liệu đồ nghề và quân tư trang, phóng viên đi chiến dịch còn phải mang theo cả xẻng và súng. Mỗi người phải đeo hoặc gánh nặng trung bình 25 kg, chủ yếu là các máy móc vật liệu, phụ tùng in và cả quần áo, gạo muối, thức ăn. Cả một nhà máy in lưu động nhỏ hoàn toàn nằm trên vai các chiến sĩ. Họ phải lội suối, trèo đèo,
băng rừng vượt núi, bền bỉ, dẻo dai vượt qua những làn mưa bom bão đạn của quân thù. Bảy mươi năm trôi qua, từ vùng căn cứ cách mạng, bản làng Mường Phăng ngày càng khang trang với diện mạo của xã nông thôn mới. Nhờ sự chỉ dẫn của cựu chiến binh Quảng Văn Xiến, người dân sinh sống và lớn lên trong bản, chúng tôi đã tìm được đến nơi đặt bia di tích tòa soạn tiền phương. Tòa soạn tiền phương được đặt trên đồi Ngựa Hí, cách sở chỉ huy tiền phương tại Mường Phăng một cánh đồng. Tòa soạn được bố trí làm 7 vị trí làm việc. Các bộ phận liên quan nằm cách nhau 50m đến 100m. Phòng khi có bom đạn thì hạn chế được thương vong thiệt hại. Các nhà đều làm kiểu bán âm bằng tre nứa, gỗ rừng và được che khuất dưới những tán lá cây rừng. Đồng chí Hoàng Xuân Tùy, phụ trách tờ báo, vừa là trưởng ban tuyên huấn mặt trận Điện Biên Phủ, kiêm thư ký riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng với việc được ở gần sở chỉ huy chiến dịch là điều kiện rất thuận lợi cho đội ngũ những người làm báo quân đội nhân dân có thể cập nhật chủ trương tin tức cực kỳ nhanh mà không cơ quan báo chí nào có được. Theo chính lời kể của đồng chí Hoàng Xuân Tùy kể lại đấy thì có thể nói cái chỉ đạo của Đại tướng Tổng Tư lệnh đối với tờ báo hết sức là ngắn gọn, hàng ngày, trực tiếp thông qua đồng chí Hoàng Xuân Tùy. Nội dung gì cần viết, nội dung gì cần tập trung, nội dung gì cần bình luận, nên đi sâu vào những điểm nào và nên viết như thế nào để báo thực sự viết đúng, viết trúng vào những vấn đề mà mặt trận đang đòi hỏi. Đặc thù báo ở mặt trận chỉ phát hành trong phạm vi hạn hẹp trong chiến trường Điện Biên Phủ. Độc giả là cán bộ chiến sĩ trong quân đội tham gia chiến dịch. Cách viết vừa phải sát thực tế và vừa bảo đảm bí mật. Đây thực sự là vấn đề không đơn giản. Viết làm sao tờ báo rơi vào tay địch cũng không bị lộ phương châm, cách đánh. Nhưng bộ đội đọc phải thấy rõ cuộc sống mình trong đó. Lật lại những bài viết của 70 năm về trước, những dòng ký ức theo thời gian lại ùa về trong họ, những nhà báo chiến trường. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ máy tòa soạn tiền phương chỉ có 5 người, trong đó phóng viên chỉ có nhà báo Khắc Tiếp và Phú Bằng là hai cây bút chủ lực của tờ báo. Suốt thời gian có mặt tại Điện Biên Phủ, đôi chân của nhà báo Phú Bằng, Khắc Tiếp đã hàn in khắp chiến trường. Lăn lộn với cơ sở, các ông hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu của bộ đội. Không chỉ thấy chiến thắng, hai nhà báo còn chứng kiến nhiều mất mát đau thương. Những cảm xúc trên chiến trường đã làm nên một Khắc Tiếp, một Phú Bằng sâu lắng, chân thực và giàu tính nhân văn. Lúc bây giờ thì chúng tôi đấy là hai còn trẻ cả. Thế và chưa có gia đình, không có hậu phương gì. Bởi nó lo lắng lắm, cho nên đây là coi như toàn tâm toàn ý về mặt tinh thần, ý là toàn tâm toàn ý mà làm và làm việc một cách say sưa. Giữa ngổn ngang những vấn đề đắt giá ngoài mặt trận, bên cạnh những bài bình luận, những tin chiến sự, lại có những bài báo mang hơi thở cuộc sống gần gũi, mộc mạc, chân chất, không nặng về câu chữ hàn lâm như Nỗi Khổ Chị Rót, Chuyện Rau Thịt Ở Đơn Vị hay Vài Nét Sinh Hoạt Ngoài Trận Địa Bao Vây. Những cái tít mà mới nghe thoáng qua có vẻ như vụn vặt nhưng lại là những vấn đề không nhỏ. Từ hôm phát huy được sáng kiến, khêu gợi được kinh nghiệm anh em, cơm nước đại đội ngày một thêm tươm tất, rau tự túc có hàng ngày, thêm rau cải cấp dưỡng lên tận bản mèo mua về, đỗ, lạc, thịt cung cấp anh em ai cũng phấn khởi. Cấp trên săn sóc anh nuôi tận tâm, cả đại đội lo lắng, lính còn khỏe lên,
Tây còn là chết nhiều. Ở chiến trường thì chiến đấu là gian khổ, cuộc sống là gian khổ, cho nên là phải lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất sao cho tốt. Thì cái đó cũng là cái đề tài mà phóng viên chúng tôi cũng cố tìm. Thế và cái thứ hai tức là chính những cái đó thì nó góp phần rất là quan trọng trong cái vấn đề giải quyết những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cái động viên tinh thần rất là tốt. Tức là văn viết là rất dễ hiểu. Lính của mình thì cũng có anh đã có cấp 3, nhưng mà phần lớn thì cũng là xong cấp 2. Thế còn nhân dân ở Tây Bắc thì tất nhiên là nhiều người là mù chữ tiếng Quốc ngữ. Thế nhưng mà anh em mình lính mình thì đem về ở nhà đọc cho dân nghe. Rồi cũng có những các cháu người Thái ấy, đó là phiên dịch. Dịch lên là thích lắm. Các cô là cứ cười rúc ra rúc rích này. Ngoài tin tức chiến sự là chủ đạo, các số báo Quân đội Nhân dân phát hành tại Mường Phăng còn có nhiều bài báo viết về gương chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ, kinh nghiệm đào hầm hào, tổ chức hậu cần, hậu phương người lính trong cải cách ruộng đất, vấn đề giải quyết tư tưởng sau mỗi trận đánh, những bức thư động viên của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh. Chính nội dung đa dạng, thiết thực, bổ ích ấy đã làm cho tờ báo trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội, góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đọc thư trên trận địa, anh đội viên nghĩ gì mà anh đang ngắm nghía, vuốt vuốt cãi lưới lê, mà anh đang mân mê viên đạn đồng nhẵn bóng, mà anh đang ngắm súng như ngắm một người yêu, vì anh đang nghĩ nhiều đến bao người yêu dấu, mà anh đang chiến đấu để giữ trọn đời đời một cuộc sống tươi vui anh hằng tha thiết nhất. Đó chính là những bức thư của Bác Hồ, đó chính là những động viên lệnh của Đại tướng. Mà tôi phải nói là khi tôi cầm cái tờ báo, tôi đọc cái động viên lệnh, cứ mỗi một giai đoạn phát triển của chiến dịch là Đại tướng lại có một lời kêu gọi, mà đọc lên nó xúc động không thể tưởng tượng được. Nó là cái lời kêu gọi của non sông, mà mệnh lệnh thì như lời hịch. Đọc lên nó xúc động và rung động trong tâm can mình. Ngay từ số báo đầu tiên khi mới ra đời, tên bài xã luận gói gọn chỉ một chữ có, nhưng nội dung đã toát lên tinh thần, phong cách chính luận đặc sắc của tờ báo Quân đội Nhân dân. Phát huy vai trò, chức năng, ưu thế của tờ báo của Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, các số báo sản xuất tại mặt trận Điện Biên Phủ đã hình thành, xây dựng một phong cách làm báo, đề cao thể loại báo chí chính luận, coi chính trị là linh hồn và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để định hướng tư tưởng, cổ vũ, động viên ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong 33 số báo Quân đội Nhân dân xuất bản trực tiếp tại mặt trận, có hơn 20 bài báo mang tính chất xã luận, chính luận, được đăng ở những vị trí trang trọng, nổi bật. Những bài báo này không đội mũ xã luận, nhưng mang đậm phong cách thông tin bằng lý lẽ, giúp cán bộ chiến sĩ tại mặt trận Điện Biên Phủ nắm được những vấn đề chiến lược của cách mạng, những nhiệm vụ quan trọng của quân đội ta, những yêu cầu của mỗi trận đánh then chốt, những việc cần kíp có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến thắng lợi trên chiến trường. Với bút danh chính nghĩa, các bài báo bình luận xuất hiện đúng lúc, kịp thời trên mặt báo đã có tác dụng cổ vũ tinh thần đối với bộ đội nhờ cách khuếch trương chiến thắng của ta, khoét sâu mâu thuẫn yếu kém của địch và dự báo nhận định sự thất bại không thể tránh khỏi của chúng. Hoàn cảnh thực sự của đạo quân được phong là đang chiếm giữ pháo đài bất khả xâm phạm. Chỉ một bức tranh đủ khiến người ta thấy được những cảnh bi hài của quân đội Pháp khi đó.
các anh ấy đã bám sát cuộc chiến đấu, mà bám cả hai mặt, bám cả về mặt chính trị, bám cả về mặt quân sự. Cho nên là có những số báo Quân đội Nhân dân lúc đó đưa về sở chỉ huy, tôi cũng đọc cho đại tướng nghe và đại tướng cũng cười. Ít ai biết, bức tranh biếm họa cảnh Tây khổ in tại chiến trường ngày 24 tháng 3 năm 1954 là mở đầu cho một chiến thuật quân sự lúc bấy giờ. Tháng 4 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn thứ hai. Đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thư kêu gọi các chiến sĩ Điện Biên Phủ đẩy mạnh cuộc thi đua bắn tỉa quân địch để làm cho địch càng ngày càng bị tiêu hao, mệt mỏi, tinh thần sút kém, thương vong chồng chất, để làm cho địch luôn luôn lo sợ và căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên. Sau chỉ có một tuần thôi thì thấy cái hiệu quả hết sức lớn, buộc tụi địch cứ sống chết ở cái hào, không ngó ra được. Thương binh cứ nằm lì ở hào, mà muốn chuyển đi cũng khó, bởi vì cứ thò thằng nào ra là tỉa rồi. Cho nên nó mới hãm địch vào một cảnh hết sức là khốn khổ. Và chính ra là nó chạy hàng ấy, là cũng từ những cái việc ấy nó là bỏ, nó chạy. Tác giả của những bức biếm họa là họa sĩ Nguyễn Bích. Người họa sĩ duy nhất trong tòa soạn báo chiến trường của báo Quân đội Nhân dân ngày đó. Những bức tranh được vẽ và in ngay tại chiến trường, được những người lính truyền tay nhau. Tuy nhiên, khác với những phóng viên khác, ông còn được cấp trên giao một nhiệm vụ mà không nhiều người biết. Những bức tranh cổ động biếm họa có dòng chữ chú thích lạ. Đây là tiếng Ả Rập, ngôn ngữ chính của những người Bắc Phi, lực lượng binh sĩ đông đảo trong hàng ngũ quân Pháp lúc bấy giờ. Đây là những tờ truyền đơn do họa sĩ Nguyễn Bích vẽ để kêu gọi binh lính bên kia chiến tuyến đầu hàng. Vào thời điểm đó, những truyền đơn do họa sĩ Nguyễn Bích vẽ chính là những viên đạn mềm khoét sâu vào đội ngũ địch, và đằng sau đó là rất nhiều những câu chuyện về những người lính ở cả hai bên chiến tuyến, về những tư tưởng quân sự tài tình và khéo léo. Có những người lính Algeria, Maroc mà nhận được truyền đơn rất vào người và rất chỗ rất kín, một là chết thì thôi, hai là còn cái giấy này, còn cái giấy này thì sẽ có ngày mà Hồng Thập Tự quốc tế giúp cho hồi hương và được về ở với gia đình vợ con ở nơi quê mình. Công tác vận động binh lính lịch tác dụng đến cái mức ngoài những cái chuyện mà bọn lính Lê Dương là phản chiến, thì binh sĩ Bắc Phi người Pháp thì họ đi tập thể, không phải là một hai người, đi 4-5 người, có khi đi hàng tiểu đội nữa, trốn hẳn ở mọi nơi, kiếm cái chỗ nào đất nó kín đáo, vì người ta là người Bắc Phi thì người ta cũng quen rừng núi, chỗ nào nó có khe đá là họ là làm công sự, họ nằm lì luôn đấy. Ông Nguyễn Xuân Mai, 70 năm trước, nguyên là chiến sĩ đại đội 677, tiểu đoàn 536, đại đoàn 316. Những ngày ở mặt trận Điện Biên Phủ, tổ báo truyền tay của ông được chỉ đạo thành lập báo hầm, từ đó phát triển thành tờ đặc san của đại đội. Đơn vị tôi ở tuyến trước, thành ra không thể có cái tờ báo này phát đến đại đội. Nhưng mà lúc đó tôi là chiến sĩ liên lạc của đại đội, thỉnh thoảng lại phải mang báo cáo lên tiểu đoàn. Thì cái tờ báo này nó phát đến tiểu đoàn. Đến tiểu đoàn thì tôi thấy lạ, tôi mới đọc. Và đọc thấy là hay quá, thích quá. Có những cái bài hát tôi chép mang về để phổ biến cho anh em. Và về báo cáo với ban chỉ huy đại đội là bây giờ nó có cái tờ báo như thế, thì bây giờ ta không có. Thì bây giờ đề nghị đại đội là cho bố trí làm cái báo hầm. Mỗi một trung đội có một chiến sĩ nằm ở trong tổ báo hầm của tôi. Thế nên những cái bài hay tôi chép về thì như vậy đều bốc ra để anh em mang về cái trung đội của mình, mà mang về tận từng cái tiểu đội chiến đấu từng các cái chỗ để đọc cho anh em nghe. Anh em phấn khởi lắm, hào hứng lắm. Và đặc biệt là cái tờ báo hầm của tôi tự nhiên nó biến thành cái tờ báo của quân đội. Tức là các cái thông tin trên mặt trận Điện Biên Phủ đều có cả những cái chính, tôi đều chép về cả đầy đủ. Vì thế thì anh em tự nhiên là được nhận những cái thông tin của toàn mặt trận Điện Biên Phủ. Những bản ghi chép trực tiếp trong khói lửa chiến tranh,
giờ là gia tài quý giá đối với người lính Điện Biên năm xưa. Trong mỗi trang giấy được ghi chép lại cẩn thận là một mảng ký ức sáng tối, là những năm tháng ông không thể nào quên. Sức mạnh của các thể loại báo chí về đề tài chiến tranh được thể hiện mạnh mẽ, hiệu quả hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tòa soạn ngay tại chiến trường. Với các phóng viên chiến trường hay với cộng tác viên là cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp cầm súng chiến đấu. Góp sức cùng với 5 người trong tòa soạn tiền phương là đội ngũ cộng tác viên, là đông đảo cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp chiến đấu, giúp cho tin bài phong phú về thể loại, ngôn ngữ, giọng văn và sát với cuộc sống. Chính nhờ những đóng góp không nhỏ của lớp cộng tác viên, mạch máu của tờ báo chiến trường, mà những bức điện chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Tổng Tư lệnh, những tin tức về tình hình chiến sự và thông tin hậu phương đã được đăng tải kịp thời. Phóng viên chúng tôi 2 người, cả một cái chiến trường rộng lớn như thế, mấy vạn quân như thế, làm sao mà mình biết hết được. Cho nên là chúng tôi 2 người là chủ yếu là chọn vấn đề. Phóng viên thì tìm đến những cái vấn đề mà cộng phóng viên không viết thì chúng tôi đi làm, bổ sung. Thế còn tờ báo đấy là nuôi sống là bằng cộng tác viên. 154 ngày đêm, 33 số báo in ấn, phát hành ngay tại chiến trường. 70 năm sau, những bài báo ấy vẫn là điều gì đó rất đặc biệt đối với những người lính Điện Biên năm xưa. Đây là bài thơ chào phúng về chuyện Điện Biên Phủ, hai quan cạc mẹt. Chính sách cán bộ của Tây luôn thay đổi tướng như thay đổi quần. Thằng nào không yên tâm công tác, nó vào ủ rũ than phiền. Chửi thằng cạc, chửi nhạc nem, lề về chậm chạp mới nên mỗi này. Lúc bấy giờ này, cái tinh thần, cái đời sống tinh thần nó khó khăn lắm. Mục đích của anh em bộ đội mà ra chiến đấu là cái mục đích cuối cùng là chiến thắng. Thế mà chiến thắng cái đồi nào, cái đồn nào, cái địa điểm nào mà đã đăng trên báo rồi đọc cho anh em, là anh em mới nói là tinh thần phấn khởi lắm. Cầm tờ báo trong tay thì tôi mừng không thể tả được. Có thể nói đấy là một cái ấn tượng, là gặp một người bạn chiến đấu như thế. Tức là tòa soạn báo đã xuất trận cùng với các đại đoàn chủ lực tham gia chiến dịch này và cùng với chúng tôi sát cánh bên nhau để chiến đấu. Đó là cảm tưởng.
dã tư tưởng của địch. 33 số báo của báo quân đội nhân dân tại mặt trận ấy, thì được sản xuất, được thu thập thông tin, được các phóng viên thu thập thông tin, sản xuất thông tin và thậm chí in và phát hành tại mặt trận, ngay tại mặt trận. Thì có thể đây là một cách làm, một cái phương thức tác nghiệp độc đáo, sáng tạo và có thể nói có 102 trong lịch sử. Không chỉ là lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam mà cả lịch sử báo chí thế giới. Tinh thần và nghị lực làm báo phi thường của các phóng viên chiến trường, phương thức tổ chức hoạt động sáng tạo, hiệu quả của tòa soạn Tiền Phương, báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa, mãi là bài học quý giá để các thế hệ làm báo mai sau soi dọi, suy ngẫm, từ đó nỗ lực để rèn luyện phẩm chất, tác phong của nhà báo chiến sĩ, với quyết tâm giữ vững vị thế của báo Quân đội Nhân dân trong lòng bạn đọc. Đối với những tờ báo và cái sự trải nghiệm của nhà báo, nó thể hiện ở trong cái tác phẩm báo chí của mình. Những thế hệ nhà báo đi sau ấy, thì chúng tôi cảm thấy là cái tổ chức phương pháp làm báo ở chiến trường Điện Biên Phủ nó cũng có những cái rất là tương đồng với cái hiện nay, cái kinh nghiệm từ các thế hệ nhà báo đi trước, mà đặc biệt là khi các bác sản xuất cái 33 số báo Điện Biên Phủ này cũng giúp chúng tôi rất nhiều, và những bài học kinh nghiệm đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Tôi có thể nói là cái tinh thần xông pha và tận hiến là những điều mà chúng tôi rút ra được và học tập từ những nhà báo chiến sĩ của các thế hệ đi trước. Tôi nghĩ rằng là với nghề báo thì nghề dạy nghề, cho nên là những câu chuyện nghề của các thế hệ các anh đi trước luôn được chúng tôi trân trọng và coi như là những cái kinh nghiệm để chúng tôi có thể phát triển. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sách lược động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ thông qua tờ báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận. Cùng với chiến thuật tâm công đánh vào tinh thần quân địch là những cách đánh đặc biệt tinh nhuệ giúp cho chúng ta toàn thắng ở trận quyết chiến chiến lược này. Trong sức mạnh nội tại ấy, báo chí như một thứ vũ khí đặc biệt, binh chủng đặc biệt đóng góp cho chiến dịch. Việc làm và phát hành báo ngay tại mặt trận nói riêng và báo chí thời Điện Biên Phủ nói chung không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang giá trị hiện thực. Một bài học thực tiễn trong việc làm báo thời hiện đại ngày nay. Cuộc chiến tranh nay đã lùi xa, nhưng những ngòi bút rực lửa như khét mùi thuốc súng và nhuốm đỏ máu đồng đội đã bước sang những trang mới. Những con người làm báo ngày hôm nay vẫn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó của con người, của dân tộc Việt Nam.